Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Dương Nguyễn Family. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi tham quan núi Bà Đen nha các bạn. Thì hiện tại là mình đang đứng ở trên tháp ở trên nhà ga trên núi Bà Đen nha. Thì bây giờ mình đã xuống khỏi cáp treo rồi, thì bây giờ mình sẽ thứ nhất là mình sẽ ngắm cảnh, sau đó thứ hai là mình sẽ đi tiếp tục lên núi nha các bạn ha. Từ trên cao nhìn xuống rất rất là đẹp luôn. Những mảng màu xanh, những cái thửa mà xanh 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 đó các bạn, đó chính là ruộng đó các bạn. Còn từ đây mình nhìn ra xa xa kia, các bạn có thấy không? Đó chính là sông, không biết phải sông Mekong nữa, mình nhìn thấy nó giống giống. Tại vì sông Mekong là nó trải dài qua ba nước Đông Nam Á luôn đó các bạn, trong đó có một khúc là qua Việt Nam mình nè. Đứng đây mình cũng có thể thấy cái cáp treo hồi nãy mà mình đi lên đó các bạn. Đó, nói chung là cáp treo hoạt động liên tục. Bây giờ là bắt đầu mình sẽ xuống, và mình xuống khỏi nhà ga cáp treo và mình đi lên chùa Bà nha. Đây là lối lên chùa Bà. Thì mình đi núi thì chủ yếu là ngắm cảnh thôi các bạn, với lại thay đổi không khí. Thì ở trên cao, trên núi trên cao thì không khí nó sẽ trong lành hơn. Hơn nữa ở đây cũng nhiều cây cối nữa, cho nên nó sẽ rất là mát mẻ, không khí nó dễ chịu. Đặc biệt mình thấy trên này nó có một cây sung rất rất là sai trái luôn các bạn ơi. Trái thì là còn non, xanh, nhưng mà quá trời trái luôn. Cây sung này làm gỏi ăn cũng ngon lắm á các bạn. Thì trên núi Bà Đen này nó có rất là nhiều chùa, và mỗi chùa nó sẽ nằm một hướng khác nhau. Thì chỉ sợ các bạn không có đủ sức để mà đi thôi, chứ còn nếu mà các bạn có sức đi thì nó sẽ có rất là nhiều chỗ để các bạn tham quan nha. Bây giờ thì mình cũng mới đang đi lên theo cái hướng chùa Bà thôi. Đây là cái cáp hồi xưa đó các bạn. Cáp treo hồi xưa thì nó không có được an toàn giống như bây giờ. Tức là nó trống, nó không có kiến đồ bao bọc lại. Với lại thứ hai nữa là cái cáp nó nhỏ, mình chỉ ngồi được 2 người thôi. Còn bây giờ mình có thể ngồi được từ 6 tới 8 người. Đây là điểm đăng ký tạm trú của hai anh bồ câu. Đây là nhà ăn nha các bạn. Nhà ăn này là nhà ăn miễn phí nha các bạn. Các bạn đi tham quan núi mà các bạn thấy đói bụng thì có thể mình vô đây ha. Mình vô đây mình ăn. Ăn miễn phí nha các bạn, không có trả tiền. Mình có thể đói bụng thì mình vô đây mình ăn. Mình sẽ tiếp tục đi ra phía sau nha các bạn. Mình sẽ đi ra phía sau nhà ăn. Núi Điện Bà. Hiện tại thì ở trên núi này còn đang xây dựng nhiều lắm các bạn. Hiện tại ở trên cao trên còn xây dựng một số chùa còn đang xây dựng. Và với lại là cái núi Bà mình cũng đang làm lại cái mặt trước á, cái sân Điện Bà á, cho nên là cũng chưa có xong, chưa có hoàn thiện. Đây là cái tháp chuông thôi các bạn ha, đang sơn PU. Hôm nay không biết có chúng nghi lễ gì không mà mình thấy mọi người đi lên núi rất là đông các bạn ơi, rất rất là đông luôn. Không biết là ngày nào cũng đông như vậy hay là riêng ngày hôm nay, nhưng mà mình thấy hôm nay là đông lắm. Mọi người lên đi tham quan rồi đi cúng rồi tấp nập hết. Đây là điện của Phật Bà Quan Âm ở phía trước ha. Thank you.
ở trên núi mà xây dựng được như vậy là rất rất là công phu và rất là giỏi đó các bạn. Đơn giản như những cái chuyện mà mình vận chuyển vật liệu cát đá đồ này kia lên thì nó đã có tốn rất rất là nhiều công sức rồi. Cho nên là để có được một cái cảnh quan, để có một cái chỗ mình nghỉ ngơi, để có một cái nơi mà mình có thể tham quan và mình chiêm ngưỡng như vậy thì thật là nói chung là rất là cảm niệm công đức của những người mà đã xây dựng nên. Núi Bà Đen thì mình nghe cũng lâu rồi nhưng mà cũng chưa có dịp đi các bạn. Là thứ nhất là hồi xưa thì mình cũng bận con nhỏ rồi công việc đi làm á, mình không có đi được. Thì hôm nay mới có dịp để mà đi. Thì sẵn là mình giới thiệu cho những bạn nào mà chưa có dịp đi á thì các bạn xem trước rồi nữa mình đi sau ha. Đây là đường lên núi nha các bạn. Mình đi lên hết cái bậc thang này thì nó sẽ có nhiều hướng rẽ lắm. Là mỗi bên là nó sẽ có một chùa hoặc là một cái khu để mà mình tham quan. Thì bây giờ đầu tiên là mình sẽ đi qua cái khu Phật nhập Niết Bàn trước nha các bạn. Mọi người hay gọi là ông Phật nằm á. Ông Phật nằm á. Nằm là cái lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn nha các bạn. Nhập Niết Bàn có nghĩa là bình thường hay mình hay gọi đời thường mình gọi là chết đó các bạn. Thì trong Phật giáo thì kêu là nhập Niết Bàn. Nhưng mà chỉ cúng giáo Đức Phật thì mình mới dùng chữ nhập Niết Bàn thôi các bạn. Đây là mình đã tới chỗ tượng rồi ha. Chỗ tượng Phật nằm ha. Đây là tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Theo mình biết thì cũng có nhiều nơi tôn tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ở cái kiểu là nhập Niết Bàn ở chùa. Mình biết là ở chùa Long Sơn Nha Trang các bạn cũng có tượng Đức Phật nhập Niết Bàn, nhưng mà nó không có phải màu trắng này mà làm bằng màu đá, giống như là đá gì ta mà mình không có biết, không nhớ cái tên đó, nhưng mà nó không phải là đá mà sơn trắng như vậy. Tới đây rồi, mình còn đi lên nữa được nha các bạn. Nhưng mà do hôm nay là trời chuẩn bị mưa cho nên là mình phải đi xuống chứ nó không đi lên được nữa. Tại vì các bạn có thấy gió không? Đó, bắt đầu gió rồi mưa bắt đầu rớt hột xuống rồi. Cho nên là mình không thể nào đi lên nữa mà mình phải đi xuống, tranh thủ mình đi xuống. Với lại ở càng đi lên trên cao thì cái độ hoang sơ nó càng cao á, càng nhiều, cho nên là bắt đầu là có khỉ rừng á các bạn. Khỉ rừng với thú hoang, cho nên là mình ở trên này cũng có cảnh báo là mình không nên đi lên nữa. Đây là lối vào nhà ga cáp treo để mình đi xuống nha các bạn. Thì hồi nãy mình tới đây là mình dưới mình đi lên đây, thì bây giờ mình cũng vào đây lại để mình đi xuống. Các bạn nào mới mà đi núi Bà Đen thì mình nên đi sớm ha. Tới đây thì mình sẽ có nhiều thời gian để tham quan được nhiều điểm hơn. Chứ tại vì hôm nay là mình đi nhưng mà gặp lúc trời mưa cho nên là mình không thể đi được nữa. Mình phải quàng xuống. Còn nếu mà trời không mưa là chắc có thể là mình cũng sẽ đi lên túc trên cao thử xem sao. Nhưng mà các bạn nhớ là trên đây là bắt đầu càng đi lên cao là càng có khỉ rồi nha các bạn. Khỉ rừng đó nha. Với lại ở trên đây nó cũng âm tùm lắm. Bây giờ là sẽ soát vé để đi qua cáp treo đi xuống. Thì mình sẽ đưa lại cái vé lúc nãy mà mình mua vé khứ hồi mà đi lên đó các bạn. Mình giữ vé cái lúc đi lên. Rồi bây giờ mình sẽ đưa lại cái vé đó để mà check vé đi xuống nha. Đây là cáp treo đang trên đường đi xuống. Các bạn có thấy mưa, hạt mưa ở trên cái thành cửa kính không? Đó, bắt đầu mưa rồi các bạn. Đường máng trượt bên dưới nè bạn.
Rất tiếc là hôm nay mình không được trải nghiệm máng trượt. Tại lúc đầu mình đi mình cũng dự tính là đi lên là sẽ đi cáp treo, đi về là sẽ đi máng trượt. Nhưng mà rất tiếc là hôm nay không được may mắn, không được thử trải nghiệm máng trượt rồi. Hẹn dịp khác. Sau khi mình xuống tới dưới, mình trên đường mình đi ra cổng các bạn, thì hai bên đường có rất là nhiều tiệm bán những cái đặc sản của Tây Ninh các bạn ha, như bánh tráng, rồi bánh chuối, đặc biệt là bánh tráng muối tôm nè các bạn. Bánh tráng muối tôm với lại muối tôm, nói chung là những cái đặc sản Tây Ninh, trong đó mình thấy cái bánh tráng phơi xương như là ăn với muối tôm này rất là nhiều luôn. Thì các bạn có thể ghé để mua về làm quà hoặc là mua về ăn nha. Tại vì mình ăn chay nên mình không có mua, mình chỉ quay cho các bạn xem thôi. Giá cả cũng hợp lý ha các bạn ha, cho nên là mình cứ tham quan mình rồi mình mua. Rồi sau đó mình đi ra ngoài cổng thì mình sẽ mua vé xe điện để đi ra ngoài cổng lấy xe nha. Còn nếu bạn nào không thích mua vé xe điện thì các bạn có thể đi bộ. Có thể đi bộ ra ha. Đây là ra tới cổng rồi nha các bạn. Ở phía ngoài cổng trước khi mình đi vô khu tham quan thì nó sẽ có một cái quán cơm ở phía bên ngoài. Thì nếu mà ai mà đói bụng thì cũng có thể ghé đây ăn cơm ha. Cơm, lẩu, canh mặn, kho, xào gì có đầy đủ hết luôn. Chay mặn gì cũng có luôn. Chuyến tham quan của mình đến đây, đi núi Bà Đen đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của Dương Nguyễn nha. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.